Vâng, xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn đang xem video. Hôm nay sẽ giới thiệu cho anh chị lô góc hai mặt tiền rất là đẹp ha. 99m², ngang 4m87 ha, dài 22m, phía sau có lối thoát hiểm nha. Cái mặt phía trước này anh chị, cái mặt một cạnh 4m87 này, mặt trước này này thì nó là hướng đông bắc nha. Cái mặt bên hông này, mặt cạnh dài này này thì sẽ là hướng tây bắc anh chị ha. Đây là khu tái định cư Bắc Hưng Lộ 10. Lô góc hai mặt tiền xây nhà rất là đẹp. Ở đây thì hạ tầng là điện âm, cây xanh vỉa hè nha anh chị ha. Đây là mặt bên này là mặt tiền đường Nguyễn Bá Tháp này. Còn cái mặt bên hông này là đường Nguyễn Minh Khanh nha anh chị. Trong này thì nó ô bàn cờ nó thông hết nha. Ở phía trước anh chị là đường Nguyễn Văn Cừ và Trần Phú. Còn đây là nó thông ra Hoàng Hoa Thám luôn anh chị ha. Hoàng Hoa Thám vào đất nó khoảng 50m thôi. Phía trước anh chị là Hoàng Hoa Thám này. Thế này thì nó thông ra bên đường Nguyễn Thái Học này. Ở đây thì dân cư xây dựng rất khang trang, tại vì nó là cái khu tái định cư anh chị. Chỗ này là tái định cư Bắc Hưng Lộ 10, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa nhá. Giá thì tôi để trên màn hình nhá, anh chị cứ xem giá ở trên màn hình. Đấy, phía sau có lối thoát hiểm nữa anh chị. Cái cạnh bên này này, cái cạnh hông này thì nó dài là 21m72 nhá. Thôi mình cứ gọi là 22m đi ha. Còn cái mặt trước là 4m87 nha anh chị, 4m87. Một cái lô góc khá là đẹp ha. Giá ở trên màn hình, anh chị cứ nhìn lên màn hình ha. Đấy, phía sau nó còn cái lối thoát hiểm nữa nha. Lối thoát hiểm thì khoảng 4m. Nó lối thoát hiểm này thì lọt chiếc xe tải luôn. Đúng không anh? Lọt chiếc xe tải luôn nữa. Đấy. Này thì nó bằng một con đường ở dưới Sài Gòn. Đấy, đây là lối thoát hiểm này. Như thế không? Lối thoát hiểm rất là rộng ha. Lối thoát hiểm được lát gạch luôn nha anh chị. Rất là đẹp. À, cái này phía sau nó tới đây, tới đây, à, tới đây. Lối thoát hiểm này. Đó. Thế này anh chị xây nhà thì mình sử dụng được cái phần phía sau này thôi. À, lối thoát hiểm nó như một con đường anh chị, nó khoảng 4m, lát gạch luôn. Chưa có nơi nào mà làm hạ tầng nó đẹp như ở đây anh chị. Đấy. À, đây là tái định cư nên người là làm hạ tầng nó rất là đẹp anh chị ha. Lối thoát hiểm như một con đường. Đấy anh chị đấy. Đây, đất thì anh chủ đất anh đang cho người ta đậu nhờ xe đây. Đấy, thì cái giá này thì người ta giảm rất là sâu luôn anh chị. Vỉa hè này khoảng 4m luôn ha. Đấy, cây xanh vỉa hè điện âm. Xây nhà thì cực kỳ thoáng luôn anh chị. Đi chút xíu cho anh chị xem ha. Đấy, cái này mặt trước này anh chị ha. Đây là tôi đứng từ trong đất tôi quay ra cái mặt trước này. À, lô góc nên phía trước nó sẽ vát góc nha anh chị, góc hai mặt tiền. À, tôi đang đứng từ trong đất tôi quay ra. Đất thì sổ riêng hết anh chị, sổ hồng riêng hết nha. Thổ cư 100%, 99m², ngang 4m87, dài 21m70, cho là 22m đi. Có bà chị bà đang xem đất này. Đây là mặt trước này. Đấy, mặt trước ha. Thì xây nhà thì đây là mặt trước này, đây là mặt hông này, đường này, đấy. Chiều đến hơi nắng ha. Góc của Nguyễn Minh Khanh và Nguyễn Bá Pháp anh chị. Đấy. Giá trên màn hình nha, đấy, anh chị cứ liên hệ. Đấy. Phía trước là Hoàng Hoa Thám này, đấy. Sổ thì tôi để ở phía sau video ha. Ở đây thì anh chị đi vào trong chợ Bà Rịa, trung tâm hành chính tỉnh ha. Quốc lộ 51 bến xe Bà Rịa nó khoảng chừng 4 km anh chị. À, đi ra biển Long Hải thì khoảng chừng 11 km, đi Hồ Tràm thì khoảng chừng 27 cây ha. Còn ra biển Vũng Tàu cũng khoảng 27 cây. Ở đây thì mình xây nhà 2 lầu 1 trệt rất là đẹp anh chị. Xây đây thì đa số là người ta xây 2 lầu 1 trệt ha. Anh chị có thể xây 5m, 4m mấy thì anh có thể chị có thể xây giống như này này. Rất là đẹp ha. Trong này nó là ô bàn cờ ha anh chị ha. Cái khu tái định cư này thì đã được bao quanh bởi đường Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt anh chị. Đấy. Đây, đất đây. Sổ sách thì đổi phía sau nha. Giá trên màn hình. Đấy. Giá này người ta chỉ bớt lọc thôi nha anh chị, tại vì người ta giảm rất là sâu rồi ha.
bán thì thu hồi vốn anh chị ạ. Đấy. Tại vì anh chị biết là bây giờ đất đai nó thị trường nó rất là chậm ha, nên người ta bán thu hồi vốn thôi. Và anh chị cần thì liên hệ nhá. Thì bây giờ tôi sẽ lấy xe tôi chạy xung quanh một chút để cho anh chị xem xung quanh nha. Tôi chạy ra Hoàng Hoa Thám, ra Võ Văn Kiệt cho anh chị xem. Chỗ này thì nó cách bệnh viện Đa khoa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng chừng 700m anh chị, 700m ha. Bây giờ mình chạy ra đó ha. Mình chạy ra Hoàng Hoa Thám luôn. Từ Hoàng Hoa Thám vào đất đó chỉ một xẹt thôi anh chị ha. Vào là nó tới đất luôn này. Lại đi vào là đất ở ngay đây luôn anh chị ha. Bây giờ thì tôi sẽ chạy từ đất ha. Tôi chạy từ đất tôi chạy ra ngoài ha, cho anh chị tham quan chút xíu để anh chị biết được cái vị trí ha. Đấy, từ đất chạy ra khoảng 50m là đường Hoàng Hoa Thám nha anh chị. Ra tới Hoàng Hoa Thám thì anh chị rẽ phải khoảng 100m thì nó sẽ ra Trần Phú ha. Bây giờ tôi sẽ rẽ trái này. Đấy, đây là đường Hoàng Hoa Thám ha. Đây, tôi sẽ rẽ trái. Rẽ trái khoảng 400m thì 300-400m thì nó sẽ ra Võ Văn Kiệt anh chị ha. Nó ra hướng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Bây giờ là đây là đường Hoàng Hoa Thám anh chị ha. Ở đây ô bàn cờ, tất cả các hướng từ đường Hoàng Hoa Thám đều dẫn vào đất được ha, tại vì nó là ô bàn cờ. Buổi chiều thì sẽ hơi nắng một chút ha. Đây bây giờ nó đang ngược nắng này anh chị. Đấy, cái tòa nhà bên này là Bệnh viện Đa khoa tỉnh ha. Đây, đây Bệnh viện Đa khoa tỉnh này. Đấy, đường nào mình cũng vào đất được nha. Anh chị có thể đi đường Nguyễn Thái Học bên tay trái tôi này cũng vào đất được này. Đấy. Đây, anh chị thấy chưa? À, cái vị trí rất là đẹp. Tại vì hạ tầng ở Bà Rịa Vũng Tàu thì quá ok rồi ha. À, anh chị chạy thẳng Hoàng Hoa Thám sẽ ra Hùng Vương này ha. Tới ngã tư Hoàng Hoa Thám và Văn Kiệt anh chị lấy trái thì nó sẽ đi vào trung tâm thành phố, đi vào trung tâm hành chính tỉnh. Đấy, đường xá rất là khang trang, rất là đẹp. Đấy. Đây, cho anh chị tham quan một chút như vậy ha. Đây. Đây, ngã tư này nè, đó anh chị rẽ phải chút xíu là rẽ phải khoảng 100m là cổng của Bệnh viện Đa khoa ha. Đấy, rẽ trái thì đi vào trung tâm thành phố. Đây. Đây là ngã tư Võ Văn Kiệt và Hoàng Hoa Thám. Phía trước anh chị là công an phường và ủy ban nhân dân phường nhé. Đấy, ủy ban nhân dân phường Long Tâm ha. Là ủy ban nhân dân phường mà nơi có đất. Đấy, giới thiệu luôn cho anh chị như vậy. Đây nè, đó. Đây là đường Võ Văn Kiệt. Đấy. Mình chạy thẳng hơn 2 cây nữa ha thì nó sẽ ra ngay công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy, và khúc trung tâm hành chính tỉnh ha anh chị. Thì đất nó cách quảng trường ha. Phía trước anh chị là quảng trường này. Đấy, nó cách quảng trường khoảng chừng 1 cây số anh chị ha, 1 cây số. Đất khá là đẹp. Đây tôi thực ra nhiều anh chị sẽ nói là tôi quay rất là dài, nhưng mà thực ra anh chị ở gần khu vực đất thì anh chị sẽ biết được là chỗ nào nó như thế nào rồi. Nhưng mà những cô chú anh chị người ta ở xa ha, thì cũng phải chạy xung quanh ha, thì phải dẫn người ta từ đầu đường vào hoặc là từ trong đất ra để người ta còn hình dung được cái vị trí đấy thế nào chứ. Chứ còn đứng ở lô đất quay thì không thể biết được anh chị. Đấy. À, cái vòng xoay này anh chị lấy trái để chạy thẳng ra biển Long Hải này, đi về Long Điền này, chạy thẳng ra trung tâm hành chính tỉnh này, kẹo phải là đường Võ Thị Sáu này và đường Trần Hưng Đạo này. Cái góc bên trước á, anh chị là công viên quảng trường ha, ngay phía trước mắt á, đây là đường Võ Thị Sáu này. Tôi có việc thì phải chạy ra đây luôn. Đấy, anh chị chạy thẳng đi về thị xã Phú Mỹ luôn ha, đi ra quốc lộ 51 luôn. Rồi bây giờ anh chị sẽ xem sổ nha. À, đây là cái sổ hồng nha anh chị ha. Đấy, thửa 1523 này, tờ bản đồ số 12 này, địa chỉ đất là phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa. Đấy, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổng diện tích là 99m2 nha. Đất ở đô thị 100%, có nghĩa là đất ở thổ cư anh chị. Sử dụng lâu dài nha anh chị ha. À, anh chị yên tâm ha. Còn đây là cái trang cái hình dáng của thửa đất này, đó góc Nguyễn Minh Khanh và Nguyễn Bá Phát này, 4m87 dài 21,72 này. Đấy, hướng là hướng phía trước là đông bắc nha, còn hướng phía cạnh dài là tây bắc anh chị. Lại phía sau cái lối thoát hiểm. Còn đây là cái vị trí của lô đất này. Anh chị nhìn cái vị trí rất là đẹp nha. Nó nằm ở ngay góc ngã tư mà từ Hoàng Hoa Thám anh chị vào là nó tới đất bên tay trái luôn anh chị. Lô này thì anh chị xây nhà nó cực kỳ là mát mẻ luôn. Đấy. Đây là đường Hoàng Hoa Thám này. Đó anh chị thấy chưa? Hoàng Hoa Thám mình chạy vào Nguyễn Minh Khanh khoảng 50m là tới đất luôn bên tay trái. Đó cái chỗ ghim đỏ nha anh chị ha. Đấy, vị trí đất là chỗ ghim đỏ.
Cái tái định cư này thì người ta làm được mấy năm ha, nên thành ra là cái mức mật độ xây dựng nó cũng còn thưa, tại vì mấy năm dịch, còn nhiều người thì người ta không có nhu cầu xây. Đó, phía bên kia là đường Nguyễn Văn Cừ ha, tại khu này nó bao quanh bởi Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt và Hoàng Hoa Thám này. Đấy, Hoàng Hoa Thám này, Võ Văn Kiệt này, đây là bệnh viện đa khoa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này, nó cách đất khoảng 800m ha, nó một cái khoảng cách rất là vừa phải. Còn đây là quảng trường tỉnh đấy. À, từ đất ra quảng trường tỉnh khoảng 1 cây ha. Còn bên này là chợ Bà Rịa này, quốc lộ 51, bến xe Bà Rịa đây, bến xe Bà Rịa ha. Đây, đây là đất này, từ đất ra bến xe Bà Rịa, chợ Bà Rịa nó khoảng chừng 4 cây số ha. Đây, đất rất là đẹp, xây nhà nó cực kỳ là mát mẻ ha. Bà Rịa thì xây nhà rất là mát. Từ đất anh chị đi về biển Long Hải thì mất khoảng 15 phút ha. Đấy, khoảng 15 phút thôi, nó rất là gần. Đấy, đi Hồ Tràm thì khoảng 30 phút gì đó ha. Đấy, khoảng 30 phút. Đi ra tới biển Vũng Tàu thì cũng khoảng chừng 27-30 phút. Đấy. Đấy, vị trí rất là đẹp anh chị ha. Rồi anh chị đăng ký kênh nha. Rồi chào anh chị.